Xin chào các bạn. Đây là sợi dây link, sợi dây thép có nhiều mắt, có thể tháo rời được từng mắt, giống như là cái mẫu của Apple thiết kế á. Thì có nhiều bạn rất là thích cái mẫu dây thép này, nhưng mà phân vân là không biết là tay có đeo vừa hay không. Thì mình sẽ làm clip cái video này ha, để mình cho các bạn sẽ hình dung ra được là tay cỡ nào thì có thể xài được dây này. Thì đây là những cái mắt của mỗi bên mình đã tháo ra nè. Đó, dây này là dây size 38, 40, 41. Còn cái dây này dài hơn, to hơn một chút, là dây 42, 44, 45mm thôi các bạn. Đó, đây là cái dây này mình đã gỡ hết cỡ luôn rồi. Tức là nó ở trong mình đã gỡ ra hết mắt rồi nè. Nó chỉ còn nấc cuối cùng này để gắn thôi. Các bạn có muốn thu nữa cũng không thu được. Tay mình đây thì để hình dung ra được á, thì mình có một cái mẫu dây cao su, cái mẫu dây mà các bạn mua đồng hồ thường nó thường đi kèm á. Thì đây là cái dây size SM, tức là đạn ngắm, của size 38, 40, 41 ha, series 7 là 41. Thì những bạn nào mà đeo ở cái nấc này 1, 2, 3, 4 từ trong hay từ ngoài và thì cũng được tính là một là nấc thứ tư, thì các bạn có thể đeo được dây này hơi lỏng một chút. Còn nếu mà bạn nào mà đeo ở nấc số 3 này nè, nấc số 3 này nè, từ trong tính ra nấc 3 là chắc chắn các bạn sẽ không đeo được cái dây này rồi đó. Ít nhất là các bạn phải đeo nấc thứ tư. Nấc thứ tư này. 1 2 3 4. Đây nấc thứ tư. Thì các bạn có thể đeo được sợi dây thép này hơi lỏng một chút nhưng mà vẫn có thể đeo được chứ không sao. Còn các bạn mà đeo từ nấc thứ 5 này trở đi, thứ 5, thứ 6 trở đi, hoặc là các bạn đeo cái dây đoạn dài, cái dây dài á, mà nấc số 2 là các bạn đã có thể đeo vừa này rồi. Còn này là dây ngắn thì các bạn phải đeo từ nấc thứ 4, thứ 5 trở đi, các bạn mới có thể là đeo được dây này. Tại vì nó đang là mắt tối thiểu rồi đó, nó là ngắn nhất rồi, mình gỡ hết cỡ rồi. Tại vì những cái dây này nè, nó các bạn có thể nối được nè. Đó, các bạn gắn vào cái là nó dính lại thôi. Thép này cũng rất là đẹp nha các bạn. Cái dây thép mà màu này là không thua gì hàng chính hãng đâu. Hàng chính hãng giá nó rất là cao mà khó mua lắm. Cái này bạn nhấn giữ là các bạn có thể rút ra từng mắt được. Ví dụ như các bạn đè cái mắt này, các bạn kéo thì nó sẽ ra, nhưng mà các bạn phải gỡ quen thì mới dễ. Đó, còn nếu các bạn gỡ không quen nó cũng hơi khó gỡ. Khi các bạn đẩy nó vào, các bạn đẩy để chính xác, đẩy cái tập cái nào vào nó dính rất là chắc. Mình gỡ ra thì chúng ta sẽ nhấn giữ cái này, chúng ta rút ra. Rồi, cái cách đeo dây này nó sẽ cũng khác với lại những cái loại dây bình thường. Tại vì nó cứng cho nên các bạn không thể là gắn cái này vô rồi các bạn gắn cái này là không được nè. Cho nên thường thường là bên mình sẽ gỡ ra như thế này, để cho các bạn dễ đeo nhất á. Đây, các bạn để vô một chút xíu thôi, để vô một chút xíu thôi nha. Rồi xong, các bạn đầu này các bạn cũng để vô một chút luôn. Đó, thì để cho nó đều hai đầu vô vượt với nhau như vậy nè, nó phải đều vậy nè, các bạn mới đẩy đều vô. Rồi xong, nó đã vô đều hết rồi. Lúc đó chúng ta sẽ đeo vào. Đây nó có cái khóa này, các bạn bấm. Tay mình cũng thuộc dạng hơi nhỏ. Đây, bạn bấm đấy hả, tập là nó sẽ dính lại. Đó, rất là đẹp. Cái này mà các bạn đeo với cái đồng hồ bằng thép á, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn là những cái đồng hồ nhôm. Nếu mà các bạn có thép đen thì các bạn đeo dây đen. Còn nếu mà có thép trắng thì các bạn đeo dây màu trắng này. Khi các bạn tháo, các bạn bóp hai cái này, nó sẽ nhả ra. Rồi, lòn ra thôi. Có một số người thì nó tay lớn quá, thì chúng ta sẽ để vào rồi chúng ta gỡ cái này ra, cài vào. Tuy nhiên những người đó tay to thì người ta có thể có nhiều mắt, cho nên gỡ nó sẽ dễ hơn là những người tay nhỏ chỉ có một mắt. Ở đây thì các bạn gỡ nó rất là khó nè. Thì buộc là các bạn phải tháo nó ra. Thì cái dây này lúc mà đeo hay lúc tháo thì các bạn cũng phải tháo đều. Tháo các bạn cũng nhích ra chút xíu vậy thôi. Rồi bắt đầu bên này các bạn cũng nhận giữ cái nút đẩy nó ra.
đẩy ra một chút đó. Khi mà các bạn đẩy hai cái nó ra như đây nè, lúc đó chúng ta sẽ nhích ra từng tí, rồi ra đều nhau. Ok rồi, thì mình làm video này chủ yếu là mình muốn cho các bạn biết được là tay như cỡ nào thì sẽ đeo vừa cái dây này. Thì đó, nếu mà các bạn đeo dây ngắn là các bạn cứ canh theo lỗ thứ tư trở đi, tư năm trở đi nha. Còn nếu mà dây dài thì ít nhất phải các bạn phải đeo lỗ thứ hai, nếu mà sợi dây 4244 mà dài á đó. Đó 4244, hôm nay là 38 40 41 42 44 45 series 7 G45 và 41 thì các bạn vẫn có thể sử dụng được cái dây này. Màu này là màu đen ha, dây bên trong nó có mắt, cũng có thể nhấn giữ để tháo ra những cái khớp này nè, lúc này bạn nhấn giữ rút nó ra thôi, rất là đơn giản. Và chúng ta ráp lại vậy, để vô đậy vào là nó đã khóa lại rồi. Khi các bạn đậy vô các bạn phải kiểm tra lại kỹ coi là nó đã chắc chắn chưa nha. Đó, các bạn đậy vô các bạn phải nghe nó một cái âm thanh, nó kêu một cái tập, tức là nó đã vào khớp của nó, và các bạn phải kéo thử xem là nó đã chắc chắn chưa. Lỡ mà chúng ta mới gắn vô nó chưa có nghe cái tạch là nó chưa vào khớp đâu, thì các bạn đeo không để ý, không cẩn thận các bạn đeo đồng hồ nó sẽ bị đứt ra và nó rớt, làm rơi vỡ cái đồng hồ của chúng ta ha. Nên là trước khi để vào là phải nghe tạch, rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách kéo giật thử coi nó có bị rớt hay không. Rồi, ok. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn yêu mến Alopender thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ bên mình ha. Cảm ơn các bạn. Mà nếu các bạn cần tư vấn cái gì thì các bạn cứ nhắn trên bài Facebook Alopender hoặc là gọi trực tiếp vào cái hotline này của mình cũng được. Mình sẽ tư vấn cho các bạn. Xin cảm ơn.